đông nghẹt luôn, phải chờ nhau. Đó, đây là cái khu mà hả đông người Việt Nam và cuối tuần là khắp nơi đổ về đây đi chợ rất là đông vui. Hôm nay mình sẽ đi mình coi coi có gì vui không nha. Đây là chợ ABC. Lòng. Okay. Nó là vũ khí không người ấy, tức là không có trùng tần số, nói như một người nó trùng tần số. Long nhà chồng. Khoai mỡ. Lấy con ba đi. Cũng được đi. Nghệ. Không. Rất là đông vui. Đấy, bác này bán hoa lan. Ổi. Măng cầu. Bưởi. Nó kêu tụi nó đem tao về đây. Tụi nó đem tao về đây. Kêu là tụi mày làm sao. Ương cây giống đủ các loại. Đây có hàng nhãn ổi, thấy ngon không? Có vú sữa. Chỗ nhỏ gì chị ha? Ổi vú sữa xoài. Rất là đông vui. Trước chợ ABC đó mọi người, đằng kia là chợ ABC. Đi, ai nào? Ê, đừng. Đây là chỗ bán bồng Tết là đông vui lắm nè. Nhiều loại bông đẹp nè. Đang đắt 55 đồng. Tết là hả, đây là đông mà chưa, hôm nay chưa Tết mà đông vui quá trời. Còn một tuần nữa mới lại Noel mà bà con xuống chợ rất là đông vui luôn. Đó. Một tiệm bán trái cây chôm chôm, mít, gọi cóc, táo Việt Nam. Nó nhiều lắm, không thiếu thứ gì luôn. Khoai mỡ mà 7 đồng một pound, khoai mỡ tím tím 7 đồng một pound. Măng cầu 8 đồng một thao măng cầu. Đó, trái cây hồng bơ các kiểu. Những trái cây muốn bán thiếu thứ gì. Bông. Bông đẹp quá. Có chùm ruột nữa kìa. Chùm ruột măng cầu Saboche. Vú sữa. Đó, cô đang lấy chùm ruột nè. Chùm ruột. Chùm ruột chua chất mò luôn. Hoa ly và cẩm chướng. Xoài 23 đồng một thùng. Wow, nó to quá. Bưởi 8 đồng một trái. Bưởi. Bên khu vực bưởi. Saboche, măng cầu, xoài, các kiểu vú sữa. 100 đồng một thùng. Được. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái. 90 đồng vú sữa trắng. Vú sữa tím 100 đồng.
ổi măng cầu. Cái nào không? Xoài thái 10 đồng một phao. Ông xoài ông nói này không hộp. Xoài thái. Đúng không? Cái này không hộp đúng không? Loại nào? Loại này hay loại nào? Cái này là cái gì? Không hộp. Cái này cũng theo chơi luôn. À, mấy anh đang lựa ổi. Cái đó là không? On the big one, and $8 for the little one. Rồi, thôi, mình đi qua kia mua chả lụa thôi. Là con đi chợ xuống phố đông vui ngày Chủ nhật.